số. Này mà cái đấy mình không biết phải giảm hết cái cũng hoa cái này quan trọng là không có bao nhiêu thêm hai mâm nữa là thoải mái rồi. Qua cái bia còn gần nhất của ta đây này, nó là con gì sống hà sống hà nhận đồ ăn thì chắc chắn không ăn hết nhưng mà chỗ không còn thôi. Kia thì làm sao mà nhìn thấy cái gì đâu. Chị vẫn quay bình thường. Quay cả nhà. Em gấp miếng chả mực rồi xong rồi chị em quay để cho ăn miếng thịt gà em quay. Đông quá không? Ừ, mà Vân, thấy đông quá không? Đông quá, mọi người đông quá. Vui như Tết, vui hơn Tết. Tức là mình đi bộ ấy, tức là không còn gì trên người ấy, có mỗi mảnh áo thôi, chụp mà phải dỡ đá. Nhưng mà trong TV Việt Nam vẫn báo là 9-10 mà nó đi rồi. Ôi, đi tính là mà nhiều rồi, nhưng mà nó rơi tâm bão thẳng vào cho anh thích vào nữa. Ôi giời, nhé. Anh không có cái miếng hả? Không có ạ. Đang ngồi đi. Sao béo thế nào? Đang ngồi ấy, bảo thêm nè. Hơi thế. Đây con chim cúc nè. Đang bụng từ giờ tết được phải chục cân. Thứ này giống như tây à? Tí nữa mua lên đường đấy. Nhất là con lên đường luôn. Đây ngồi về đây ăn này. Mấy anh em tụm về đây. Tí nữa thì qua anh mà tí nữa. Cái mày đi ông từ sáng giờ. Mày hết. Ai có mặt thì ta có hết. Mày ngoan ấy, đến sau để lớn lại ăn nước ngoài. Ăn gà đấy, đưa cho bà gấp cho. Nên là cháu thì học đến nước canh. Đánh hả ta nước chín bà lại hạ nước ngoài. Giống em ăn canh cho em. Hà không mà bao đi đây. Bà gấp này. Mẹ tươi. Thở tan quá. Bây giờ con lớn rồi con. Thoải mái. Có bang thì nó cấm. Bang. Hỏi nó khác gì xa luôn rồi. Thì đó chính là cần. Không phải là không ta gì mà nó chính là luôn. Ăn đi đâu rồi đấy. Đi nhé. Còn gà. Cái gì?
đi bán gì? Có nhỉ? Em ghét hơn đi xe buýt. Hết nha, mà có mặt đầy đủ, phải hết. Bảo vệ môi trường. Có bao nhiêu bộ mặt là cái chân hết. Giá là ngon. Em ơi, chuyển cái này vào hết thành ra. Chưa, phải hết, có mặt. Chụp cái ăn khí thế nha. Đang kia nó gọi, nó nói là mình đi xe kia mà khó lắm mới nhìn được cháu. Không, 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 mình gọi điện cho xe ở đi. Chú tôi về lúc rồi. Chú lấy số điện thoại. Em ra bán, em đi ra kia. Em gọi. Gọi thôi, tại vì xe đi Hải Phòng rất là đông. Nhiều lắm. Nhiều lắm, mênh mông. Chị cảm ơn, cảm thấy ưng đi được thì đi. Mình ở 80 mà đi được. Vâng. Làm được đi được lại mắc hơn kia 2 chục. Anh đi 60 anh đi xa đó, đi từ bánh cháy xa không mà đi đây là còn hơn rồi.